Vân Quang Long và lý do dừng lại khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Gần 20 năm ca hát, đời tư của nam ca sĩ Vân Quang Long không được tiết lộ nhiều. Đột ngột lui về ở ẩn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để chăm sóc mái ấm nhỏ của mình, Vân Quang Long không thường xuyên xuất hiện trong những dự án âm nhạc và chương trình nghệ thuật. Tuy nhiên, ấn tượng của anh trong lòng người hâm mộ luôn trẻ trung và gần gũi như những ngày đầu khởi nghiệp. Con nhà giáo nhưng lại trở thành ca sĩ. Vân Quang Long, tên thật là Lê Quang Hiển, xuất thân trong một gia đình nhà giáo ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát và cái duyên với nghề đã đưa anh đến với con đường ca hát và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi gia nhập nhóm nhạc 1088 Đình Đám. Chẳng ai trong gia đình có thể ngờ Vân Quang Long sẽ trở thành ca sĩ, mặc dù ai cũng biết anh có máu văn nghệ và hát hay. Gia đình có truyền thống nhà giáo nên ngay từ nhỏ anh đã được bố mẹ rèn rất kỹ. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ vào hai trường đại học khoa học xã hội và nhân văn và trường dân lập Hùng Vương. Thời gian đi học, Vân Quang Long cũng thường xuyên tham gia phong trào văn nghệ của trường, song chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Ngược lại, các thầy cô lại khuyên đi hát rồi giới thiệu cho một số tụ điểm. Sau vài tháng đi hát thử, Vân Quang Long gặp nhạc sĩ Đỗ Quang và được mời về cộng tác với 1088. Từ đó cuộc đời anh chuyển sang bước ngoặt mới. Bốn anh chàng điển trai của 1088 là Ưng Hoàng Phúc, Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long và Nhất Thiên Bảo đã thổi một làn gió mới vào làng nhạc Việt lúc đó. Tất cả những ca khúc và album của 1088 được tung ra đều nhanh chóng trở thành hit trong giai đoạn 2 năm tồn tại của nhóm. Chặng đường vinh quang với vai trò ca sĩ độc quyền. Nhưng rồi năm 2002, 1088 chính thức tan rã, các thành viên phải tự tìm hướng đi mới cho mình và vận may một lần nữa đã mỉm cười với Vân Quang Long khi được Kim Lợi Studio ký độc quyền. Ở đây có một môi trường làm việc tốt nên công việc khá suôn sẻ và thuận lợi. Vân Quang Long cũng có cơ hội được hát nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Anh cảm thấy như tìm được một chỗ dựa mới, một gia đình mới. Thư cuối, Thôi ta chia tay là CD đầu tay của Vân Quang Long được Kim Lợi thực hiện một cách chuyên nghiệp, từ thiết kế ấn tượng đến cách chọn lọc bài vở cũng hết sức tinh tế. Để thực hiện CD này, gần 6 tháng trời, anh đã ở lì trong phòng thu. Và trời cũng chẳng phụ lòng người, CD vừa bán ra đã được đón nhận nồng nhiệt. Với chất giọng cao, ấm áp, nhiều ca khúc của anh đã được khán giả biết đến như Nhật ký cho ai, Bé mắt nhung, Thư cuối, Bởi tin lời thề và một số bài song ca cùng nữ ca sĩ Cẩm Ly như Nợ duyên, Anh cố quên em, Giọt nước mắt muộn màng, Ngày mai mưa thôi rơi. Về người bạn Cẩm Ly, hồi mới hợp tác, Vân Quang Long cho biết cũng hơi bị áp lực vì chị Cẩm Ly đã rất thành công khi song ca với Đan Trường, Lam Trường. Mặt khác, nếu không khéo léo thì sẽ trở thành cái bóng của đàn anh. Bởi thế anh đã cố gắng hết sức để tạo được phong cách riêng, khác hẳn với những ai từng hát chung với chị Tư Cẩm Ly, đó là quãng thời gian thành công nhất của anh. Bên cạnh đó, ai yêu thích Vân Quang Long sẽ không xa lạ với những ca khúc được chính tay anh sáng tác như Tình như chiếc lá, Em có nhớ anh không, Nhật ký cho ai, Trái tim biết khóc, Đi tìm lời ru của mẹ. Anh cho biết, cái sướng của sáng tác là cảm xúc tuôn trào, đôi lúc nước mắt cứ rơi mà tay mình cầm bút ghi không kịp. Còn khi hát với vai trò ca sĩ, cái sướng của mình lại được khán giả vỗ tay cổ vũ. Hai cái sướng này thật khó tả và buộc mình phải ngày càng cố gắng hơn. Dù thành công với nhiều bài hit bên lĩnh vực nhạc trẻ, nhưng thời gian sau này, Vân Quang Long lại hát rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca. Anh cho biết bản thân thích dòng nhạc dân ca từ lúc bé. Dòng nhạc này có đủ cung bậc trầm lắng nên diễn tả được cảm xúc sâu lắng của người hát. Những ca khúc được yêu thích như Hủ tiếu gõ, Xe ôm, Gánh ve chai có những ca từ cứ tưởng như không đem vào âm nhạc được. Nhưng với anh, mỗi lần sáng tác, anh đều cố gắng đưa vào những gì gần gũi với đời sống nhất. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Sự nghiệp gián đoạn vì lo cho gia đình. Hết hợp đồng, anh muốn ký tiếp thì bà xã có tin vui, sắp sinh con gái đầu. Nếu đi làm công ty sẽ gò bó thời gian nên Vân Quang Long quyết định dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Khi con gái cứng cáp, anh dành thời gian đi hát tỉnh nhiều hơn, nhất là ở miền Tây. Có những lần Vân Quang Long đi diễn ở các vùng sâu vùng xa, Đầm Rơi, Sông Đốc, Năm Căn, Cái Nước, Đất Mũi. Nhiều lần phải đi cano vào mà đêm mịt mùng tối thui. Ghe xuồng đi vào nhiều khê, lẩy lội, rồi ở đó đâu có nhà trọ khách sạn gì, cứ ăn và ở nhà dân.
Những đêm bên mâm cơm ấm cúng cùng chén rượu tâm tình với dân địa phương, có khó, có cực, nhưng anh em ai cũng phấn khởi bởi luôn được bà con yêu mến. Đó là những ký ức đẹp mà không bao giờ Vân Quang Long quên được. Ngoài miền Tây, các chuyến đi lưu diễn nước ngoài cũng để lại nhiều kỷ niệm cho anh. Vân Quang Long là mẫu người ở đâu cũng thích nghi được, từ các xã biên giới đến những sân khấu lớn hải ngoại, cái gì cũng có thể kinh qua. Có những khi bão tuyết, anh phải ăn dầm nằm dề ở sân bay, xa vợ, nhớ con. Có những lúc đi nước ngoài diễn cả tháng trời, rất thương và nhớ gia đình. Thử sức với điện ảnh. Không chỉ ca hát, Vân Quang Long còn gây ấn tượng với vai diễn thoại trong bộ phim Về Quê của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Đây là vai diễn tính cách nhân vật gần giống với anh ngoài đời nên được rất nhiều khán giả yêu mến. Khi được hỏi có phải đang muốn chuyển hướng đóng phim hay không, anh chia sẻ rằng từ trước anh cũng đã từ chối nhiều bộ phim. Lý do thứ nhất là vì thấy mình không được ăn ảnh lắm. Thứ hai là sợ mình không đủ khả năng thể hiện vai diễn, hư bột hư đường thì thiệt cho đoàn phim. Nhưng lần này, đạo diễn Cảnh Đôn bảo, vai này y chang cuộc đời của em, tạm thời cứ bê lên phim mà diễn thì không sợ gì hết, em cứ chính là em thì sẽ tốt thôi. Nghe vậy, Vân Quang Long xin kịch bản về nhà đọc, thấy hay lại rất hợp với bản tính của mình nên mạnh dạn gật đầu đồng ý ngay. Anh nói rằng, đóng phim không mang lại nhiều tiền nhưng mang tính thử thách, phải vượt qua thì mới có cảm giác thành tựu. Tìm thấy hạnh phúc mới. Vân Quang Long và vợ cũ biết nhau khi cô học lớp 7, còn anh lớp 11. Ngày xưa hai người cùng chung đội tuyển học sinh giỏi trường chuyên Sa Đéc, bị bạn bè cáp đôi. Thời sinh viên, cuối tuần anh đón xe đỏ về, ở nhà mình thì ít mà qua nhà bạn gái thì nhiều, đến khuya chủ nhật mới lên Sài Gòn. Liên tục như vậy đến khi gia nhập 1088 và vợ anh lên Sài Gòn học. Khi còn ở trong 1088, có vệ sĩ liên tục theo kèm, bà xã anh chỉ đứng đằng xa nhìn theo chứ không được gặp. Chỉ mỗi chủ nhật anh được ra ngoài 3 tiếng rồi phải về. Đám cưới với người vợ đầu tiên diễn ra lúc Vân Quang Long còn trên đỉnh sự nghiệp nên vợ anh sợ đám cưới sẽ ảnh hưởng, nhất là khi Vân Quang Long có nhiều fan nữ. Vợ anh nói mình thương nhau nên đăng ký kết hôn là được rồi. Hai vợ chồng kết hôn năm 2002 và không làm đám cưới rỉnh rang. Sau thời gian chung sống, anh và vợ có chung hai con. Tuy nhiên đáng tiếc là cả hai đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên quyết định chia tay vào năm 2015. Một nửa hiện tại của Vân Quang Long là Linh Lan, cùng quê với anh ở Sa Đéc. Hai người tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng nhóm bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định tổ chức đám cưới vào giữa năm 2016. Linh Lan kém anh 10 tuổi. Hiện tại Vân Quang Long ít đi diễn tình và không thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Anh dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình và tập trung kinh doanh. Trong đời sống riêng tư, nam ca sĩ cũng khá kín tiếng. Mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Vân Quang Long không tiết lộ gì nhiều về cuộc sống của riêng mình. Hiểu rõ bản thân và biết dừng lại đúng lúc. Khi được hỏi làm nghệ thuật gần 20 năm, anh được gì và mất gì? Nam ca sĩ không ngần ngại trả lời, cái gì cũng phải có điểm dừng, lên đỉnh rồi dừng lại thì khán giả mới nhớ đến được, còn nếu kéo quá thì cũng dần lụi tàn. Dừng đúng lúc thì sự trân trọng của khán giả còn và bản thân còn thời gian chăm sóc gia đình, bản thân, cuộc sống bù trừ, quan trọng là mỗi người chọn cái nào. Là nam ca sĩ đa năng, Vân Quang Long biến hóa hình ảnh liên tục với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, khi thì rất trẻ trung, sôi động với nỗi lòng chàng đẹp trai, khi thì lại rất mượt mà trong các làn điệu dân ca. Đột ngột lui về ở ẩn với mái ấm bí mật, đồng thời không thường xuyên xuất hiện trong những dự án âm nhạc và chương trình nghệ thuật hiện tại, nhưng Vân Quang Long vẫn luôn khiến khán giả cả nước yêu mến và nhắc tên. Cạnh tranh với bản thân mình mới là điều khó nhất, đó chính là điều Vân Quang Long luôn tâm niệm. Đã hơn 15 năm kể từ ngày nhóm 1088 tan rã, ở ẩn lâu và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thế nên mới đây, sự góp mặt của Vân Quang Long và bà xã trẻ trung trong hậu trường show truyền hình Ca sĩ giấu mặt đã nhận được sự chú ý của mọi người. Cặp đôi cùng nhiều đồng nghiệp đi cổ vũ cho ca sĩ Mạnh Đình làm giọng ca chính trong chương trình. Vợ Vân Quang Long khá trẻ trung xinh đẹp. Bà xã nam ca sĩ tận tình chăm sóc cho chồng tại hậu trường, từ việc chỉnh sửa trang phục cho đến đầu tóc cho anh. Những hình ảnh hết sức ngọt ngào của vợ chồng Vân Quang Long khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.
Vân Quang Long đang dồn hết tâm huyết để xây dựng khu du lịch sinh thái ngay quê hương mình. Mảnh đất rộng hơn 40 ha do anh làm chủ đã khởi công. Anh cho hay công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Tôi hy vọng khi đi vào hoạt động, khu du lịch sẽ chào đón các lượt khách trong nước lẫn quốc tế. Đây là loại hình du lịch miệt vườn đa dạng và đầy mới mẻ, anh nhấn mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!